Hi, xin chào bạn đến với channel Tử. Ok, anh em chúng ta tiếp tục đi review một con game lậu khác. Vâng, và ở đây vẫn là phiên bản Miracle. Một trong những phiên bản rất là chuộng. Nói chung là hiện tại là toàn Miracle thôi. Tất cả các con Miracle lậu nó phát triển và được một số khứa đổi lại tên thôi. Nhưng mà quy chung thì nó vẫn là Miracle. Và mình cũng xin cảm ơn bạn Hoàng Thanh nha. Bạn Thanh đã gửi ạc và link này để anh vào mình test thử. Và sau đó mình sẽ review để cho anh em xem luôn. Và hiện tại là anh em đang xem video review của channel của Tử nha. Tử tên thật là Nguyễn Văn Hoàng Tử luôn nha. Nếu anh em nào không tin có thể điều tra lý lịch Tử. Thật sự là cái đó là tên thật của Tử, không phải là tên ảo đâu nha. Rồi, Tử sẽ cũng nói sơ qua một chút về con này. Nói chung con này tỷ lệ đánh quái nó rơi ép và kim cương không khóa khá 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 cao đấy. Như anh em có thể thấy hồi nãy giờ mình đứng đây mình trai quái nè, tỷ lệ kim cương không khóa nó rớt rất là nhiều đó, anh em thấy nó cộng lên đấy. Và ép cũng vậy, ép tăng khá là mạnh đấy, anh em có thể thấy ép nó tăng khủng khiếp luôn. Con này kim cương không khóa và kim cương khóa là bắt buộc anh em phải đi cày nha, và tỷ lệ nó rơi khá cao nên vì vậy anh em cũng yên tâm, không có gì là quá khó khăn đâu. Tiếp theo bây giờ Tử sẽ vào shop cho anh em xem nha. Trong shop nó sẽ bán đồ 13 cho tất cả các lát luôn, còn đồ 14, 15 và bét và cánh và thời trang á, thì anh em phải đi chơi chơi boss nha, phải đi đập boss mới có được. Đây một số đồ thời trang nó bán ở đây luôn nè. Tiếp tục nè, nói chung một số thứ ở đây nó bán đầy đủ rồi, chủ yếu là kim cương anh em phải đi cày, chứ ở đây trong shop nó không có cho mình kim cương. Đây, đây là shop của em đó. Tiếp theo sẽ vào phần đổi hoa băng nha. Vẫn là như bình thường thôi, không có gì đáng ngạc nhiên đúng không? Tiếp theo Tử sẽ cho anh em xem hạng luôn nha. Con này lực chiến nó hơi ảo một xí. Khứa đầu tiên là 1,4 tỷ nè. Đấy, mấy con bét rồng nó nằm mút ở trên núi luôn, hết thấy được nó luôn. Khứa này có vẻ chói dữ, chói ló luôn, nhìn méo thấy được luôn. Cái cánh nó đã chói rồi, chơi cặp kiếm nữa thôi nha, quá chói. Đấy, đấy là những gì mà con Miracle này nó cho anh em xem đấy. Nói chung nó nôm na như vậy thôi. Anh em phải đi đập boss, đập boss để có đồ 14 và 15, như lại bét với lại thời trang và cánh nữa. Trong shop thì nó bán cũng một số thứ thời trang rồi với lại đồ 13, còn lại chúng ta sẽ đi cày kim cương với lại cày ép thôi. Tỷ lệ ép rất khá nhiều đấy, sớm giờ tôi đứng quay quẩy nè, được 185 rồi, phần kim cương 2.000 đây. Nút luôn. Nói chung anh em cắm đầu cắm cổ ra đây để mà trai quái khá nhiều, trai khí thế luôn mà. Rồi, tới sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu anh em nào thích con này có thể tải về mà chơi. Hệ thống bét con này tôi thấy nó cũng khá là đa dạng phong phú nữa. Nó đi nhìn con bét nó đi theo tử kìa. Giống như hoạt hình á, nhìn không sinh động tí nào hay, nhìn nó buồn cười sao, giống như lôi con diều theo chứ không phải con bét nữa, vãi thật. Thôi được rồi, không dòng lòng thông nữa, Tử sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu anh em nào ủng hộ Tử hãy để làm subscribe nha. Xin chào anh em.